Ủa, hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Ờ không nhiều tiền đâu, ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Phước Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính ha. Sở thích của bạn là gì? Dạ em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở dạ. Bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, dạ. Chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó, bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Mà biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái. Nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ, trong quá trình từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà là thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này. Tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy. Từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút. Chứ đừng có đi theo thời đại quá, em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời gian tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà. Không lẽ chưa tìm được, 28 tuổi rồi? Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người. Nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không thể tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh, em lại ngưỡng mộ anh. Trời ơi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Thôi chị thò mặt hỏi, em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay, lần cuối cùng em gặp người thầy của em, đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy rồi em nghĩ mơ thấy thầy. Thôi mình nói đến thần tượng nữa, nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm, và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập một xíu thôi, không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em?
về tính cách á thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu bạn. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Chào anh. Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Nguyệt Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời. Giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái giỏ hoài à. Biết đâu được là đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái được chứ, cái gì vậy đeo trên vai vậy rồi sao? Cái giỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn đó, anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? À, dạ không, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. À, vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn 1 phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay bây giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi. Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hết giờ. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái nút đỏ. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chúc em, đứng lên. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành, bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tôi chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn.